thân mến, bản tin Covid-19 vào khung giờ 20 giờ 50 phút mỗi ngày trên kênh TTV11, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và trên các hạ tầng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay sẽ có nhiều thông tin nóng mà quý khán giả quan tâm. Sau đây mời quý khán giả cùng theo dõi bản tin hôm nay có gì đặc biệt. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới về thời gian cách ly y tế tập trung, thời gian giãn cách đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Theo đó, sẽ chỉ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện sau có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận, đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh và có giấy chứng nhận tiêm chủng, hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp. Ngoài ra, những trường hợp trên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, tính từ ngày nhập cảnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trần Sơn cho biết, hiện Bộ Y tế đang nghiên cứu đưa Remdesivir vào phát đồ điều trị, sẽ cấp phép để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Trước đó, với 500.000 lọ thuốc Remdesivir do tập đoàn Vingroup tặng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược cho biết đang nghiên cứu đưa vào phát đồ điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân COVID-19 nặng và trung bình. Theo đại diện Bộ Y tế, việc chỉ định dùng Remdesivir cho từng bệnh nhân COVID-19 sẽ do các bác sĩ quyết định tại cơ sở y tế. Do vậy, người dân không nên tìm mua thuốc để tự ý sử dụng tại nhà. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt cổng thông tin Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp cho người dân truy cập và dễ dàng tra cứu thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Cổng thông tin Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh tích hợp thông tin từ các kênh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và các dữ liệu báo cáo từ nhiều cơ quan khác. Cổng thông tin COVID-19 cung cấp các thông tin về tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ phân tích nguy cơ của ban chỉ đạo quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, biểu đồ thi đua mở rộng vùng xanh, các số liệu công tác ứng phó phòng chống dịch của thành phố đang nỗ lực từng ngày như khoanh vùng phong tỏa, truy vết công tác xét nghiệm, công tác tiêm vaccine và nhiều thông tin hữu ích khác. Sau thành công từ chương trình hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ được hàng chục tấn vải thiều, sáng ngày 4 tháng 8, ngành bưu điện tỉnh Tây Ninh chính thức triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiêu thụ nông sản địa phương. Tại bưu điện thành phố Tây Ninh, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, gần 500 kg mãng cầu loại đặc chuẩn Việt Gáp do hợp tác xã mãng cầu Thành Tân thành phố Tây Ninh cung cấp đã được tiêu thụ. Do đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 nên hoạt động bán hàng mang về còn nhiều hạn chế, chỉ một số người dân đang trên đường đi chợ và sẵn tiền ghé mua. Phần lớn các đơn hàng đều được đặt qua số điện thoại bán hàng của bưu điện 02763 623 789 và được hệ thống các bưu điện hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà. Mỗi kg mãng cầu đạt chuẩn diệt gáp được bán công khai với mức giá bình ổn là 25.000 đồng một kg. Với mức giá này, ngành bưu điện hoàn toàn không có lợi nhuận. Trong thời gian tới, ngành bưu điện sẽ tiếp tục mở rộng liên kết, phát triển đa dạng các dịch vụ để có thể hỗ trợ nông dân tiêu thụ được nhiều mặt hàng nông sản hơn nữa. Thưa quý vị, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng, từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8, huyện Dương Minh Châu sẽ thực hiện test nhanh trên diện rộng đợt 2 cho người dân tại các địa bàn trọng yếu. Cụ thể, huyện Dương Minh Châu sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân các khu dân cư thuộc vùng lõi đã xuất hiện các ca COVID-19 trong cộng đồng, các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm. Người dân tại các xã Suối Đá, Phan, Bào Năng, Phước Ninh, thị trấn Dương Minh Châu để việc test nhanh diễn ra thuận lợi, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương khẩn trương lập danh sách người dân tại các ấp, tổ dân phố và thông báo thời gian địa điểm lấy mẫu xét nghiệm để người dân biết và thực hiện. Việc triển khai lấy mẫu diện rộng được hai trên địa bàn huyện Dương Minh Châu nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp mắc không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng dập dịch kịp thời. Năm 2021, đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565 trùng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các tăng ni Phật tử của các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục duy trì an cư kiết hạ, không tập trung đông người để tổ chức những nghi lễ bông hồng cài áo cũng như là các nghi lễ khác trong mùa Vu Lan. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích tăng ni trụ trì các chùa cơ sở tự diện, sinh hoạt đại lễ Du Lan theo hình thức trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân. Mùa Du Lan năm nay, hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất của Phật tử là hãy tiếp tục phát tâm ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho các quỹ phòng chống dịch COVID-19 và quỹ vaccine COVID-19, duy trì và lan rộng mô hình bữa cơm yêu thương để cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho những đối tượng yếu thế cùng nhau vượt qua đại dịch. Thú vị thông tin từ thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 8 đến 18 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2021. Tình hình dịch bệnh cụ thể như sau. Số mẫu đã chạy khẳng định PCR 1.122 mẫu, tăng 596 mẫu. Tây Ninh ghi nhận 199 ca dương tính đang điều tra dịch tễ, tăng 151 ca so với ngày 3 tháng 8. Trong đó, test nhanh sàng lọc 118 ca, F1 truy vết 32 ca, trong khu cách ly y tế tập trung và nhập cảnh 49 ca. Cụ thể như sau, huyện Dương Minh Châu 41 ca, tăng 19 ca, trong đó thị trấn 5 ca, xã Phan 6 ca, Phước Minh 5 ca, Chà La 1 ca, Lộc Ninh 1 ca, Bầu Năng 1 ca, Phước Ninh 8 ca, Suối Đá 13 ca, 1 ca đang xác minh địa chỉ. Tại huyện Gò Dầu 12 ca, tăng 12, trong đó Thành Đức 1 ca, Phước Đông 3 ca, Bầu Đôn 6 ca, Hiệp Thạnh 1 ca, thị trấn Gò Dầu 1k, thị xã Hòa Thành 31k, tăng 28k, trong đó Hiệp Tân 15k, Long Thành Trung 16k, huyện Tân Biên 21k, tăng 21, trong đó Mỏ Công 3k, Thạnh Tây 8k, Trà Vinh 9k, Thành Bắc 1k, huyện Tân Châu 4k, tăng 2k. Tại thị trấn, thành phố Tây Ninh 43k, tăng 24, trong đó Hiệp Ninh 1k, Ninh Sơn 1k, Phường 3 1k, Thạnh Tân 38 ca, Ninh Thành 1 ca, Phương 4 1 ca. Tại thị xã Trảng Bàng 42 ca, tăng 40, trong đó An Tịnh 11 ca, Gia Bình 6 ca, Gia Lộc 4 ca, Lộc Hưng 10 ca, Phước Chỉ 3 ca, An Hòa 5 ca, Đông Thuận 2 ca, Phương Trảng Bàng 1 ca. Tại huyện Châu Thành 2 ca, tăng 2, trong đó Hòa Thành 1 ca, Ninh Điền 1 ca, Ngoài Tỉnh 3 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 4.079 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 7.657 người. Về công tác điều trị, đang điều trị cho 1.962, lũy kế bệnh nhân COVID-19 là 2.384, tử vong trong ngày là 3 ca, lũy kế 35 ca. Lũy kế đến ngày 4 tháng 8 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 327 dùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 264 dùng, 63 dùng đã giải tỏa. Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ www.ttv11.com.vn, website tv vn và các bản tin hạ tần số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem bản tin COVID-19 được phát sóng vào lúc 20h50 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tv vn xem lại chương trình trên kênh youtube truyền hình Tây Ninh hoặc cài đặt ứng dụng Tây TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ Việt Anh và Tuyết Vân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.